Châu, mình xin chào quý vị nha. Em mình kéo kéo vô xíu cho đứng sót ngoài đường nguy hiểm quá. Chào, dây số này mình bón giờ mình quay đây là bây giờ mình quay giờ này là cỡ 4:30 rồi. Đó. Bữa nay là nó bón Quảng Ngãi. Đó, nhưng mà Quảng Ngãi trả rồi. Bây giờ bón cụm tôm là bón cho ngày mai là chủ nhật á, là ngày 12 đây. Đó. Giờ là buổi chiều nghe quý vị. Bữa nay buổi chiều ngày 11 tháng 11 bây giờ mình bón cho ngày 12 luôn rồi. Bữa nay mình mét lò miết rồi mình không có quay số đưa lên cho anh chị mình xem cái ngày 11 nha. Bây giờ mình quay cái ngày 12 nha anh chị mình xem nha. Rồi mình vô chủ đề luôn nha anh chị. Rồi 69 nè, một số nè. 78 nè. 87 nè. 787. Số đây 32787 số đẹp nha. 32787 rồi. 13578. Số 13 cũng đẹp á, số 13. Lao rồi số 13 XRA nha anh chị. 08996. 86213. 54422. Đó, số đây cũng đẹp nè. 631. 0840. 77155. Số đây cũng đẹp nha. Số gánh đó nha anh chị. Gánh nó thường hay ra lắm nha. Rồi tiếp tục nha. 204 công tâm ấy nha. 363 nè. 91363. 77159. 408 44 0963 54426. 13575. 32784. 08993. 86208. 08990. 32781. 13572. 86217. 91366. 77152. 408. 47 29638. Từ cái số này là cái số trúng đặc biệt là cuối cùng nha anh chị. Đó, này mà nhiều khi số hạng 5 có hạng 4 có hạng 3 có này mình không. Mình chỉ nói mấy số này chủ yếu mình trúng nhiêu là được. Trong mình trúng còn ủi ra được nha anh chị. Đó. Ủi duy nhất rồi nhưng nhờ với 3 cũng ngon rồi. 54429. 86210. 86201. Rồi cái đại thời tiên Quế này 40 tờ này. Anh chị nhiều người thích mua trúng nhiều quá. Trúng 16 tờ ngủi với 18 tờ ngủi, 18 tờ ngủi với 2 tờ đặc biệt nha. Đó, 2 tờ đặc biệt nha anh chị. Nhưng mà trúng hay là 4 tỷ 800 triệu quá. 4 tỷ 800 triệu chưa từ thế nha anh chị. Đó. 10 tờ. Rồi. 7 4 4 9 2. 9 8 2 5 1. Rồi thời tiên Quế nha. Rồi thì dây số mà nay thì em quay là cho anh chị mình xem ở những con số như thế này. Đó. Rồi mình quay xa tổng quốc lại cho anh chị mình xem. Anh chị nào có nhu cầu mua số nha, có gì điện thoại cho em 0968 634 712 nha. Zalo các bạn số đó luôn, thả các chìa khóa nha anh chị. Đó, anh chị có nhu cầu thì mua điện cho em, chụp hình gửi cho anh chị. Đó, anh chị lấy số trước 5:20 nha anh chị, trước đó, anh chị ở khu vực này là lấy số nha. Đó, còn anh chị là tin tưởng thì đó, anh chị tin tưởng thì là để khi trúng là tới đây lấy đi lãnh cũng được nha anh chị. Rồi cảm ơn với anh chị rất nhiều nha. Số điện thoại của em 0968 634 712, số Zalo luôn nha anh chị, có gì mình Zalo các bạn rồi chúng ta nói chuyện nhiều hơn nha. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất là nhiều nha, đã ủng hộ và xem video của em nha. Chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha.